Triệu chứng không ngờ cảnh báo bạn có khối u não. Triệu chứng của u não lành tính sẽ xuất hiện chậm và diễn biến âm ỉ, ngược lại u não ác tính phát triển nhanh. Triệu chứng rõ rệt hơn cả về tần suất và mức độ. U não là tình trạng các tế bào bất thường tăng trưởng trong não. U não gồm hai loại là u não lành tính và u ác tính. U não ác tính có thể được phân loại thêm là các khối u nguyên phát bắt đầu trong não. Khối u thứ phát thường di căn từ khối u nằm bên ngoài não được gọi là khối u di căn não. Có hai loại u não trên đều gây ảnh hưởng tế bào não khiến cơ quan này bị tổn thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ suất mới mắc u não khoảng 20 trên 100.000 dân. Chúng ta có khoảng 120 loại u não khác nhau, hầu hết là khối u trong mô não. Ngoài ra còn gặp ở màng não, tuyến yên, dây thần kinh sọ não. Bất cứ dạng u não nào cũng có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Các khối u ở mô não hoặc u não lành tính thường tiến triển chậm. Triệu chứng của u não trong trường hợp này cũng sẽ xuất hiện chậm và diễn biến âm ỉ hơn. Ngược lại, u não ác tính phát triển nhanh, người bệnh sẽ thấy các triệu chứng rõ rệt hơn cả về tần suất và mức độ. Một số triệu chứng gợi ý u não gồm đau đầu kéo dài. Đau đầu có thể do nhiều nguyên nhân như mất nước hoặc thiếu ngủ, nhưng những cơn đau đầu cũng báo hiệu khả năng bị u não và thường là dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Khoảng 1/2 số bệnh nhân u não bị đau đầu tăng nặng hơn theo thời gian. Kế đến là buồn nôn, cũng do tăng áp lực sọ não. Người bệnh có thể bị buồn nôn hoặc nôn vọt, nhất là sau khi ngủ dậy. Và bên cạnh đó, kèm theo cảm giác mệt mỏi, người không có sức. Nhiều người nghĩ rằng buồn nôn là dấu hiệu bệnh lý về đường tiêu hóa nên thường dễ dàng bỏ qua. Nếu bạn bị đau đầu liên tục, mức độ tăng dần kèm theo buồn nôn, nôn ói, thì đó có thể là triệu chứng cảnh báo của một khối chiếm chỗ trong sọ. Kế đến là động kinh. Động kinh là dấu hiệu cảnh báo bệnh u não do khối u ảnh hưởng đến một phần vỏ não. Nó thường xảy ra đối với bệnh nhân u não, đặc biệt là người lớn tuổi. Co giật sẽ xảy ra ở 20-45% bệnh nhân trong suốt quá trình của bệnh. Khi có cơn động kinh xảy ra, hãy cho người bệnh nằm nghiêng một bên để chảy đàm giải. Bạn không nhét bất cứ cái gì vào miệng người bệnh khi lên cơn, họ sẽ cắn rất chặt, có thể làm gãy dụng cụ nhét miệng hoặc gãy răng. Cơn động kinh khoảng 2-3 phút sẽ tự hết, khi đó hãy gọi 115 để được đưa đi cấp cứu. Tiếp theo là rối loạn thị giác và thính giác. Khi u não phát triển được một thời gian, khối u làm ảnh hưởng đến thị giác và thính giác của người bệnh. Bệnh nhân giảm thính lực một bên, bán manh đồng danh, bán manh thái dương. Tiếp theo là nói khó và nói lắp. Nếu khối u nằm ở vùng trán hoặc thái dương, chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện của người bệnh. Tê yếu tay chân một bên. Một trong những dấu hiệu của u não cần lưu ý là cảm giác cánh tay và chân cùng một bên mất đi sức lực, yếu đi rõ rệt. Lú lẫn. Người bị u não sẽ có biểu hiện lú lẫn, thường xuyên nhầm lẫn, quên quên nhớ nhớ. Dấu hiệu này xuất hiện ở giai đoạn muộn của bệnh. Mất thăng bằng và thay đổi tính cách. Nếu khối u ở mặt sau của não, khả năng giữ thăng bằng của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là người bệnh còn gặp khó khăn khi di chuyển. Các vấn đề về thăng bằng có thể bao gồm đi lại khó khăn, chóng mặt, vụng về và mất phối hợp. Các khối u não ở thùy trán và cấu trúc não giữa có thể thay đổi tâm trạng và hành vi của người bệnh. Những thay đổi tính cách này có thể bao gồm tăng sự hung hăng, hành vi lạm dụng, tức giận, lo lắng, thờ ơ vô cảm khác với trước đó. Triệu chứng theo vùng não. Một số người bị u não có các triệu chứng như đau đầu, co giật và mệt mỏi. Các triệu chứng khác có thể cụ thể hơn đối với vị trí của khối u trong não bạn. Liệu bạn có thể sống sót khi bị u não hay không? Câu trả lời là có. Đặc biệt là khi được phát hiện sớm thì tỷ lệ sống sót của khối u não khác nhau. Nhưng các phương pháp điều trị đang phát triển giúp cải thiện khả năng sống sót của bệnh nhân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.